Ủa, em về hồi nào vậy? Bây giờ em ở đâu làm gì vậy? Anh cũng không nhớ nữa hả? Anh xin lỗi, do anh bận nhiều việc quá đó mà. Thôi vô nhà trước Bảo. đi. Ủa, con chào mẹ. Con về đây rồi. Con nhỏ Hân đâu? Sao con không về chung với nó? Hoặc là nó ở lại, con phải ở lại với nó chứ. Dạ, con có việc riêng cho nên đi về trước. Còn chuyện cô ấy có về hay không là toàn quyền quyết định của cô ấy mà mẹ. Con nói như vậy mà nghe được hả? Con Hân là vợ của con, nó đi đứng hay ở đâu, con phải nên có sự quan tâm đúng mức chứ. Con đừng vì người ngoài mà hờ hững với vợ con đó nha. Thôi khuya rồi, em cũng vô nghỉ sớm đi. Anh vô tắm rồi cũng đi ngủ. Có chuyện gì vậy em? Đêm nay anh ở bên cạnh em nha. Tắm. Bé My ngủ rồi hả dì? Dạ. Con có mua thức ăn khuya cho dì nè. Tôi xin lỗi cậu, tôi đã không chăm sóc tốt cho bé My, để con bé nó ra nông nổi như vậy. Tôi không trách gì đâu, tai nạn thì khó mà tránh khỏi được. Chị đang suy nghĩ gì vậy? Tôi không ngờ cô Hân lại đến cùng với cậu. Tôi nghĩ là tình cảm của Nhã Hân dành cho bé My là thật. Lúc nghe con bé gặp chuyện, cô ấy rất là lo lắng. Cô ấy lo lắng cho con bé có phải xuất phát từ cậu không? Không phải đâu. Tôi thấy sợ lắm. Vì sợ điều gì? Tôi sợ một lần nữa cô ấy lại lặp lại quá khứ với cậu. Tôi đang đi đúng mục tiêu của mình, nên tuyệt đối sẽ không có chuyện dừng lại đâu. Bây giờ ông dành toàn bộ thời gian để theo dõi cô ta. Nếu cô ta rời khỏi nhà máy hay đi bất cứ nơi nào nha. Hả? Dành toàn bộ thời gian luôn hả? Ông ráng giúp tôi đi, chuyện này tôi không thể ra mặt được, chỉ có ông mới giúp tôi được thôi. Trời, ông yên tâm đi, sau chuyện này á, tôi sẽ trả công xứng đáng cho ông mà. Thôi được rồi, còn gì nữa không? Cảm ơn ông, nhưng mà nè, nhớ là theo dõi không được rời nửa bước nha chứ. Có gì báo cho tôi biết nha. Rồi, tôi biết rồi. Cảm ơn ông nhiều. Gia Bảo. Sao về sớm vậy? Không ngủ thêm một tí nữa đi. Anh nói chuyện điện thoại với ai mà sớm vậy? Bạn anh gọi điện thoại nhờ anh một số việc đó mà. Nhưng mà xong hết rồi, em ngủ tí nữa đi. Hồi nãy em nghe anh nhờ ai theo dõi người nào đó. Anh theo dõi ai vậy? Đâu có đâu. Em nhớ là hôm nay anh đưa em tới nhà máy không? Cho nên bây giờ em đi thay đồ đi, anh đưa em tới nhà máy, rồi anh phải qua công ty làm một số việc nữa. Thay đồ đi nha, anh về phòng thay đồ cái. Rõ ràng anh ấy đang muốn điều tra ai đó, sao lại không cho mình biết? Hay là Nhã Hơn? Hay là người đàn ông tên Trọng Nhân kia?
Mình nhất định phải tìm hiểu về người đàn ông này mới được. Anh, chắc là hôm qua nhớ Hân làm việc nhiều quá nên thiếp đi. Anh cứ để cho cô ấy ngủ đi. Anh có việc bận thì cứ đến công ty trước, em ở lại cũng được mà. Ừ, thôi được rồi, bây giờ anh đi nha. Ừ, có gì chiều anh sẽ quay lại. Em nhớ là phải cẩn thận, đừng làm quá mà hại cho sức khỏe đó nha. Em biết rồi. Anh đi đi. Ừ, anh đi nha. Ừ. Lẽ nào đây là công thức mới mà nhà Hân đã nghĩ ra? Cô nghĩ ra được công thức thì đã sao? Công thức này rồi cũng sẽ thuộc về tôi thôi. Để xem lúc đó cô lấy đâu ra công thức khác để trình bày. Dù cô có nói ra cũng bị xem là bắt chước theo tôi thôi. Tôi phải lấy lại hết những gì thuộc về tôi. Tôi sẽ đi trước cô một bước. Nè, gọi tôi có gì không? Ông ở bên Gia Hưng có phải không? Từ hôm nghe Ngọc Anh nói tới giờ, tôi lúc nào cũng lo lắng, không an tâm chút nào hết. Nè, bà không biết cách lo cho con gái thì để cho tôi lo. Đừng có nhiều chuyện nói ra nói vô, rồi con Ngọc Anh nó hoang mang nữa. Tôi cúp máy đây. Ai ở đằng đó vậy? Lại đi coi. Dạ. Anh là người mới vô làm đúng không? Dạ, tôi mới vô làm được vài ngày thôi ông chủ. Nè, thấy không? Sao sợi dây này nó xúc ra như vậy? Hả? Để tôi làm lại. Mày mốt phải để ý nghe chưa? Dạ. Ông ta không nhận ra mình lại càng tốt. Nhà Hân, chị đang muốn tìm em nè. Có gì không? Tối qua chị về nhà và nghĩ ra công thức mới hoàn thiện hơn cho trà sâm dứa. Chị đang muốn bàn với em. Trùng hợp gì? Tôi cũng đã nghĩ ra một công thức mới cho trà sâm dứa. Nhưng thôi, để buổi chiều họp mọi người lại rồi cùng nhau trao đổi cụ thể hơn. Tôi phải ra ngoài.
lâu quá không biết nữa. Mày mà không có giá trị lợi dụng với tao thì sức mấy tao đếm xỉa tới cái mặt chó của mày. Cái gì vậy mày? Trời ơi, chết rồi. Cái thằng quỷ, mày đi đứng cái kiểu đó đó hả? Có muốn đền cái cây kiện nó cho ông chủ không? Mày làm cái gì mà chạy giống như ma đuổi mày vậy? Trời, còn khủng khiếp hơn ma nữa. Trời, tôi gặp con quỷ nữa, nó cưỡng hôn tôi ông ơi. Đời trai tôi đã lọt vô tay con tắc kè bông đó rồi. Mệt quá. Mày khùng quá. Được gái chiếu cố, mày là cái người sướng gần chết. Mày đặt than thở nữa. Thôi đi cha, ai ham chứ tôi không có ham à. Tự nhiên à, ông kêu tôi dính vô con quỷ nữ nó làm chi? Giờ tôi thấy khổ luôn đi nè. Thôi, nè, chịu đựng chút đi. Mày vừa được tiền nè, vừa được lợi đủ thứ hết. Mày là sướng nhất rồi, còn muốn cái gì nữa? Mà tôi thấy sao đi kiểu này tôi lo quá ông ơi. Ăn thì không sao, thua một cái đối chết luôn á. Với lại người ta nói là đỏ tình thì đen bạc, tôi đang bị con đó hung là tôi đang đỏ tình, thế nào tôi cũng thua bạc à. Ngủ. Mày làm ơn mày bỏ cái suy nghĩ đó được không? Mày phải tin lời tao nói chứ. Bởi vì cái số của mày đang rất là đỏ. Nội cái chuyện mày được con gái hung là tao thấy số mày đỏ rồi đó, đúng chưa? Cứ thừa thắng xông lên đi, chắc chắn mày sẽ hốt bạc. Lúc đó mày đổi đời. Hiểu chứ? Phải đổi đời chứ. Mày đẹp trai, người ta nói là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Hiểu không anh chàng đẹp trai? Không hiểu. Bây giờ mày hiểu hay không hiểu không quan trọng. Vấn đề quan trọng là làm mày vẫn là Trang Tuấn Kiệt. Hiểu không? Cái này hiểu này. Hiểu. Vậy thì đi đi, chứ tao nhìn mặt mày là ngu lắm á. Chào chị. Chào anh. Chị hôm nay lại đến viếng chùa à? Dạ. Chào chị. Không ngờ gặp chị ở đây. Vợ chồng tôi đến quyên góp tiền xây nhà cho trẻ mồ côi. Chắc chị cũng đóng góp tiền cho chùa phải không? Không, tôi... Đúng rồi. Thân phận chị vậy, cũng không đóng góp được bao nhiêu đâu ha. Hơn nữa, muốn làm việc thiện, con người phải cao quý trong sạch. Với loại người bỏ chồng rồi đi giật chồng người khác, khó được Phật chứng lắm. Tôi đến chùa cho tâm thanh tịnh, những sân si đố kỵ tôi gạt bỏ bên ngoài hết. Chào anh chị. Làm như thanh cao lắm. Thôi con không ăn nữa đâu bà. Ăn đi con, ăn cho mau khỏe. Ngoan đi ba thương ha. Thôi con không ăn nữa đâu. Ăn đi, lát nữa ba sẽ chơi trò chơi với con ha. Hoan hôn. Nè, ăn đi con. Nóng không con? Con phải ăn nhiều vô, mau hết bệnh. Rồi bác sĩ sẽ cho con về nhà. Con khỏe rồi á, ba sẽ dẫn cho con đi chơi nữa. Con chỉ muốn ba ở nhà với con thôi à. Được rồi, ba sẽ sắp xếp công việc, ở nhà chơi với con vài ngày. Dạ. Nha. Hả? Ba đừng có nghe điện thoại. Mỗi lần ba nghe điện thoại á là ba đi à, mà con không muốn ba đi. Thôi được rồi, ba không nghe nữa đâu ha. Dạ. Chào hai cha con. Con chào cô. Chào con. Sao cô lại tới đây? Tôi đến thăm bé Mi mà. Bé Mi, cô Hân có quà cho con nè. À, con gấu đẹp quá à. Cái này nữa nè, con thích không? Con cảm ơn cô Hân.
cái này luôn. À, thích quá. Cảm ơn cô nha. Sáng giờ cô bé rất buồn, cô vừa đến lập tức vui ngay. Nhưng mà làm phiền cô sáng sớm đã tới thăm con bé rồi. Anh đừng khách sáo như vậy, tôi có thời gian nên đến thăm con bé mà. À, tôi muốn nói với anh là tôi cũng đã nghĩ ra thành phần mới để hoàn thiện công thức trà sâm dứa rồi. Vậy sao? Ừ. Ba. Phía bên đối tác gọi điện cho tôi giục bàn công việc, nhưng con bé nó không cho tôi nhận điện thoại vì sợ tôi bỏ đi. Ủa, chẳng phải là nhà anh có người giúp việc hay sao? Sao lần nào tôi tới cũng không thấy gì ấy hết vậy? Ờ, nhà dễ có việc nên không thể thường xuyên tới đây. Đâu có, hồi nãy bà mới ở đây chơi với con mà. Dì đến một chút, dì lại về nhà rồi. Giờ cũng không thể gọi dì ấy quay lại. Thôi, để tôi lo cho bé chứ, anh lo công việc đi. Bé Mi nè, hôm nay á, cô Hân sẽ ở đây đút cháo cho con, rồi chơi với con nữa, con có chịu không? Có muốn chơi với cô Hân không? Dạ muốn. Vậy bây giờ bé Mi ngoan, để cho ba ra ngoài lo công việc nha. Ba đi một chút thôi, ba quay lại với con liền nha. Dạ, ba đi đi, có cô Hân ở đây là con hết sợ buồn rồi. Ngoan. Cảm ơn cô nhiều lắm, có cô ở bên cạnh con bé tôi cũng yên tâm lo công việc. Tôi đi nha. Anh đi. Bé Mi, ăn cháo nè, sắp hết rồi. À, giỏi quá. Đi đâu đó? Ông ngồi xuống. Thì ra gần đây thường xuyên đi chùa là có nguyên do hết. Nè, ý bà là sao? Ở đây quá trời chùa luôn, không chịu đi. Lại đi chùa có mặt bà ở đó, trùng hợp quá ha. Bà thiệt quá đấy. Chùa chiền là chốn linh thiêng, bà nghĩ tôi hẹn hò trong chùa hả? Bà dẹp cái suy nghĩ đó đi. Bà hứa với tôi sao hả? Bà đừng để cái sự tôn trọng của tôi đối với bà càng ngày càng bớt đi, ít đi. Cho dù có chối bỏ đi chăng nữa thì qua ánh mắt của ông nhìn bà, tôi biết là ông đã bị bà mê hoặc rồi. Nhìn sao mà bà nói tôi bị mê hoặc? Bé Mi có ở nhà không? Bé Mi đây nè. Mình đi ra ngoài bắt bướm đi. Đi 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 đi. Thôi cô không có chơi con đó. Đây cô cho con nè. Hai con luôn. Rồi, go 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 go. Trời ơi, hôn bé Mi một cái. Hôn bé Mi một cái. Hôn lại cô nè. Con chó với con gấu con nè. Con gấu chạy nè. Con gấu bự hơn với lại con chó nè. Ôi, sợ quá sợ quá. Dí nè. Sợ quá sợ quá sợ quá. Chào ông. Chào. Sao rồi? Chuyện từ nhà ông tới đâu rồi? Tự nhiên tôi phải làm thám tử bất đắc dĩ cho ông, cả ngày lê la ngoài đường. Nè, ông xem đi. Đúng là vợ ông có vấn đề với người đàn ông này rồi. Coi chừng ông bị cấm sừng đó. Cấm sừng hay không đối với tôi không quan trọng, nhưng đây có thể khẳng định, nhưng hoài nghi trong lòng tôi bấy lâu nay là có cơ sở. Có quá nhiều sự trùng hợp khi có sự xuất hiện của người đàn ông này. Ý của ông là họ đã có mối quan hệ từ rất lâu rồi? Tôi cũng không biết là hai người họ đã quen nhau bao lâu rồi, nhưng chắc chắn
Việc hợp tác với Gia Hưng rõ ràng là có mục đích từ trước. Đây là sự việc nghiêm trọng, ông nên làm sáng tỏ đi. Tôi sẵn sàng hỗ trợ ông. Cảm ơn ông. Nè, ông gửi mấy tấm hình này qua mail cho tôi nha. Ok. Xin lỗi mọi người, tôi tới trễ. Đủ người rồi, mình bắt đầu đi. Tôi vừa nhận thông báo cô Ngọc Anh và cô Nhã Hân có những thay đổi trong việc hoàn thiện công thức trà xanh dứa, nên tôi rất đóng lòng muốn nghe. Cô cũng nghĩ ra được công thức mới à? Chắc là Nhã Hân sẽ có những ý tưởng rất là hay để hoàn thiện sản phẩm. Hay là cứ để Nhã Hân làm chủ mọi việc, không cần phải mất thời gian nghe thêm ý kiến của tôi đâu. Không được, đã nói là cùng nhau nghiên cứu và trao đổi thì phải tôn trọng tất cả ý kiến của mọi người chứ. Nhưng là với em đó, người đang nghĩ ra công thức trà sông dứa đầu tiên mà. Tất nhiên rồi, phải lắng nghe từ nhiều người, nhưng không có nghĩa là người đầu tiên nghĩ ra công thức sẽ là người có sự hoàn thiện tốt nhất. Tôi thì lại nghĩ không ai có thể hiểu hơn đứa con tinh thần của mình sinh ra. Thôi hay là như vậy đi, cho phép tôi được trình bày ý tưởng của mình trước, rồi tới Nhã Hân. Sau đó mọi người cứ quyết định rồi chọn ra giải pháp nào tốt nhất. Em trình bày đi. Dạ. Theo những nghiên cứu và góp ý thì công thức ban đầu của trà sâm dứa thiếu đi hương vị đậm đà. Phải làm sao để khách hàng có thể thưởng thức một ly trà vừa có những hương vị đặc trưng, vừa mang lại sự khoái cảm nhẹ nhàng, giống như là đang bay bổng vậy, loại bỏ đi những nguyên liệu có thể sinh ra độc tố. Theo tôi, để đảm bảo có được hơi men trong vị của sâm dứa, chúng ta nên tiến hành thêm một quá trình, đó là pha trộn giữa lá trà tiên và sâm dứa sẽ cho ra hương vị chúng ta mong muốn. Nhớ hơn. Sao hồi nãy cô không trình bày ý tưởng của mình mà lại ủng hộ ý tưởng của Ngọc Anh vậy? Thì ý của ai cũng vậy thôi. Quan trọng là có thể hoàn thiện được công thức, mau chóng đưa vào khâu sản xuất. Nhưng gặp cô sao nghe. Tôi chờ cô ở bên ngoài. Gia Bảo, anh định đi đâu vậy? Anh định gặp Nhã Hưng để hỏi cô ấy vài chuyện, nhưng mà không quan trọng lắm. Anh có thắc mắc về công thức của trà sâm dứa hả? Hay anh muốn nghe ý tưởng của Nhã Hưng? Không phải vậy đâu. Tại vì anh nghĩ sao cô ấy không nói ý tưởng của mình trong cuộc họp mà lại im lặng như vậy. Anh thấy bất công cho Nhã Hưng phải không? Nếu vậy anh có thể thay đổi quyết định. Mọi chuyện chẳng phải là đã được thỏa thuận trong cuộc họp rồi đó sao? Anh hoàn toàn không có ý gì khác. Em đừng có suy đoán sâu xa có được không? Thôi, anh ra ngoài xem mọi người phơi trà như thế nào nha. Cẩn thận đó. Dạ em biết rồi. Dạ con chào hai bác, con mới về. Thưa ba mẹ, con mới về. Dạ con xin phép về phòng trước. Dạ con cũng xin phép về phòng. Bảo. Dạ. Mẹ cần nghe lời giải thích từ con. Còn Ngọc Anh, cô về phòng nghỉ ngơi đi. Dạ. Đi đâu cũng kè kè một bên, chướng con mắt. Giải thích chuyện gì mẹ? Ngồi xuống đi. Mẹ nghĩ con phải nên xác định ai là vợ của mình. Con làm gì con phải nghĩ tới cảm nhận của Nhã Hân chứ.
cứ tay trong tay như cái kiểu này. Thử hỏi có người vợ nào chịu được. Sao lúc nào mẹ cũng bênh vực Nhã Hân hết vậy? Mẹ cũng thừa biết người con yêu chính là Ngọc Anh, và tụi con cũng sắp có con với nhau rồi. Cho nên chuyện mà con chăm sóc lo lắng cho Ngọc Anh là chuyện con cần phải làm mà mẹ. Mẹ không cấm con lo lắng cho nó, nhưng phải kín đáo một chút chứ. Đừng để mọi người họ nhìn vào rồi họ bàn tán, rồi đến tay vợ con. Con biết không, nó đã chịu thiệt thòi nhiều rồi. Mẹ thấy lúc gần đây nó cứ ra ngoài nhiều, chắc là gì nó không muốn chứng kiến chuyện đau lòng này. Sao mẹ không nghĩ là cô ấy đang đi tìm tình nhân và đang sống dối trá với gia đình mình? Con đã nói gì vậy? Con Nhã Hân nó có nhân tình. Dạ. Nói dối trá gia đình mình là sao hả? Dạ, cô ấy đang... Đang cái gì? Mà thôi, không có gì hết. Chẳng qua là do con suy nghĩ vậy thôi. Con muốn nói gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ càng, đừng có nói bừa cho qua chuyện rồi lại sinh ra nhiều rắc rối trong gia đình này nữa. Ba không muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của con, nhưng là đàn ông đã trót đứng giữa hai người phụ nữ, con phải làm sao cho người phụ nữ còn lại ít bị tổn thương nhất. Dạ, con biết rồi ba. Cô lệnh không? Hay là cô khoác áo vô đi, bữa nay thời tiết lạnh lắm. Cảm ơn anh. Dạ, con nghe nè mẹ. Con đang ở đâu vậy con? Dạ, con ở nông trại. Có thể con sẽ về trễ đó mẹ. Hân à, lúc gần đây mẹ thấy con cứ đi sớm về muộn. Tập trung cho công việc như vậy là tốt, nhưng phải chú ý đến gia đình và chồng của con nữa. Con à, mẹ thấy không an tâm khi mà... Mẹ à, con hiểu ý mẹ. Cảm ơn mẹ đã lo lắng cho con. Nhưng con nghĩ mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên thì hơn. Con à, mẹ biết con buồn nhiều lắm, nhưng mà con đừng có ý nghĩ buông xuôi, đừng để chồng mình về tay người khác như vậy. Mẹ chỉ muốn con là con dâu của mẹ thôi. Mẹ chỉ nhắc con như vậy, lo về sớm nha ông con. Mẹ cúp máy đây. Dạ, con biết rồi. Nè, ba cũng phải nhắc nhở thằng Bảo, dù sao đừng có để nó với con Hân xảy ra vấn đề nào. Nhất là trong tình hình này, anh Quân mà giận lên là mình cũng mệt lắm đó. Tất cả là do con Ngọc Anh đó hết. Có một người mẹ lăng nhăng như vậy thì bảo sao nó không học theo. Bà đừng có hở một chút đổ hết tội lên đầu con Ngọc Anh như vậy. Ông chỉ biết nói tôi thôi, không nhìn lại ông đi. Bình thường tôi nói gì ông cũng bỏ qua hết, hễ đụng tới hai mẹ con đó ông lên tiếng bình vực làm sao. Tôi chỉ nói lý lẽ với bà thôi, bà đừng có ghen tôi mà nói bậy bạ. Bà để cho tôi yên. Tất cả là do con nàng mà xấu xa đó mà ra. Cô có thấy miễn cưỡng khi nhận lời giúp tôi không? Nếu cô thấy bất tiện, tôi có thể đưa cô quay về. Không sao đâu, một khi tôi đã hứa thì sẽ giữ lời. Nhất là khi làm việc này vì bé My. Rõ ràng ảnh vào phòng rồi mà. Sáng nay Nhã Hân đã bị mình giành mất cơ hội rồi, để xem còn đắc ý được không. Những gì của cô ta hiện giờ đều từng thuộc về mình nhất định phải lấy lại tất cả.
Tại sao anh Bảo lại có những tấm hình này? Tại sao anh Bảo lại cho người theo dõi chụp hình họ? Thôi được rồi, còn gì nữa không? Cảm ơn ông. Nhưng mà nè, nhớ là theo dõi, không được rời nửa bước nha chứ. Có gì báo cho tôi biết nha. Rồi, tôi biết rồi. Cảm ơn ông nhiều. Em đem nước cam vô cho anh uống mà không thấy anh đâu hết. Anh uống đi. Hôm nay em thấy anh bận công việc vất vả quá. Anh uống đi cho khỏe. Cảm ơn em. À Gia Bảo nè, hôm trước em nghe anh nói là đang theo dõi ai. Đã có kết quả chưa? À, không có gì. Chỉ là người bạn nhờ giúp đỡ thôi. Mọi chuyện đã xong rồi. Vậy thôi, anh uống nước cam xong rồi nghỉ ngơi nha. Em về phòng đây. Ừ. Đi cẩn thận nha. Dạ. Rõ ràng anh Bảo đang theo dõi nhà Hân. Nhưng tại sao anh ấy lại giống mình? Anh ấy có lý do gì để làm như vậy? Hay là xuất phát từ sự ghen tuông? Anh Bảo đang ghen với Trọng Nhân. Con bé chắc là bất ngờ lắm. Đến phụ chưa? Con bé về rồi. À, anh tắt đèn nha. Hôm nay ba con không có ở nhà, cũng không tới bệnh viện đón con nữa. Bà cũng không biết nữa. Ba con kêu bà đến đón con là bà đón à? Không lẽ ba quên hôm nay là ngày gì của con? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật con gái. Nè, bà có mua gì quà cho con thích không? Dạ thích. Họa Mi, hôm nay cô nấu rất là nhiều món con thích luôn á. Lát nữa mình thổi nến xong thì mở quà. Hai cô cháu mình cùng mở quà nhé. Dạ. Con cảm ơn cô Hân, con cảm ơn ba. Dạ. Bây giờ mình cầu nguyện xong á thì thổi nến nha. Dạ. Nhắm mắt đi. Để ba bật đèn lên. Con thấy bánh cô làm có đẹp không? Dạ đẹp. Gì hoa? Cô ấy vẫn chưa về sao? Vì cái nhà máy đã xong rồi mà. Cô ở lại nhà máy để làm gì? Cô Nhã Hân có ở nhà máy không? Dạ, cô ấy đã đi khỏi hồi chiều rồi ạ. Cô ấy đã đi khỏi từ hồi chiều à? Dạ. À, được rồi, không có gì đâu, cảm ơn. Dạ. Đi khỏi từ hồi chiều à? Không ở nhà máy. Vậy thì cô ấy đi đâu chứ? Nhất định là đi với anh ta rồi.
nhà Gia Hưng và ba con sẽ tổ chức đám cưới, nên con quyết định quay trở về. Con người ai cũng sẽ tính tới hạnh phúc cho riêng mình. Có trách chăng là do cậu Khôi quá khờ dại, vì tình yêu mà mất đi cả mạng sống của mình. Con về không phải là mưu cầu hạnh phúc cho bản thân, mà là để trả thù. Trả thù những người đã chia rẽ con và anh Khôi, khiến cho anh Khôi phải mất đi mạng sống. Cô nói sao? Trả thù? Ngày đó, ngoại trừ ba con ra thì còn có những người khác. Họ đã gián tiếp gây ra thảm kịch cho anh Khôi. Còn muốn họ phải trả giá, phải nếm trải đau khổ vì bị chia cắt, giống như con và anh Khôi từng gánh chịu. Hóa ra bấy lâu nay cô biệt tâm là vì nguyên nhân như vậy à? Vậy mà tôi cứ ngỡ. Vì ngỡ gì? Ủa, hai người nói chuyện gì ngoài này mà bí mật quá vậy? Tại lâu ngày không gặp nên hai dì cháu có nhiều chuyện để nói. Ủa, hai người quen biết làm sao mà trông có vẻ thân mật quá vậy? Chuyện dài lắm, nhưng đã là quá khứ rồi. Baby nó đang chờ cô kể chuyện trên kia, cô lên kể cho nó nghe đi. Hôm nay là sinh nhật mà, Baby thích gì tôi cũng chịu hết. Từ đó, cậu bé Tí Hon sống hạnh phúc bên cha mẹ của mình và có một cuộc sống đầy đủ vật chất. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Cô kể chuyện hay quá à. Chết dở. Con chỉ toàn nghe ba kể chuyện không à. Mấy bạn con nói á là được mẹ kể chuyện cho nghe. Có phải mẹ con cũng giống như cô vậy không? Vừa xinh đẹp lại vừa hiền lành nữa, còn kể chuyện rất hay nữa, giống như cô Tiên vậy á. Ba không cho con coi hình của mẹ hả? Dạ có, nhưng mà con chỉ biết mẹ trong hình thôi, chỉ cười với con chứ không có nói gì hết, mà cũng không kể chuyện cho con nghe. Cô là cô, còn mẹ con là mẹ con. Mẹ con là người sinh ra con và yêu thương con nhất trên đời. Cho dù mẹ con có ở thật xa con, nhưng lúc nào cũng yêu thương con hết. Ba con cũng nói với con như vậy đó. Nhưng mà con thích mẹ ở bên cạnh con, giống như cô vậy nè. Có mẹ ở với con thật là vui. Được mẹ cho đi chơi trò chơi nè, còn được mẹ nấu cho ăn ngon nè, lại được nghe kể chuyện nữa. Vậy khi nào cô rảnh á, cô sẽ tới chơi với bé Mi nha. Rồi cũng đọc truyện cho bé Mi nghe nữa, con có thích không? Dạ thích, cô hứa rồi nha. Cô hứa. Còn có móc méo không? Có. Vậy là cô cháu mình móc méo rồi đó nha. Dạ. Cảm ơn cô vì buổi tối hôm nay. Nhờ có cô mà bé Mi rất vui. Lâu rồi tôi chưa thấy con bé vui như vậy. Thấy con bé vui, tôi cũng rất vui. Lẽ ra anh nên cho con bé niềm vui như vậy từ lâu rồi mới phải. Tôi chưa hiểu câu nói này của cô lắm. Tôi thấy anh nên tìm một người phụ nữ. Điều đó không chỉ tốt cho bản thân anh, mà còn tốt cho bé Mi nữa. Bé cần tình thương của mẹ. Tôi hiểu, nhưng chưa có người phụ nữ nào có thể thay thế vị trí của vợ tôi. Có những chuyện ngoài cảm xúc của mình, tôi không thể lý giải được vì sao tôi lại mở lời nhờ cô để giúp tôi. Một lần nữa tôi rất cảm ơn cô. Thôi tôi đưa cô về nha.
cảm ơn anh để đưa tôi về. Ôi trời, tôi mới là người nói tiếng cảm ơn cô mới đúng đó. Chúng ta cứ đứng đây cảm ơn nhau, chắc là tới sáng đó. Thôi, khuya rồi, cô vô nhà nghỉ ngơi đi, tôi về đây. Tạm biệt cô. Ừ. Cô không cần phải bấm chuông. Cô đi đâu giờ này mới về? Tôi đi đâu là chuyện của tôi, anh quan tâm quá làm gì? Cô đừng có nghĩ là tôi không biết cô đi với ai, làm gì và ở đâu nghe. Không phải là anh vừa mới thấy anh ấy đưa tôi về hay sao? Tại sao anh cứ dùng do như vậy? Không giống anh ngày thường chút nào. Cô nên nhớ, trên danh phận cô là vợ của tôi, mà cô đi hẹn hò với đối tác, cô có biết là làm ảnh hưởng tới gia đình của tôi hay không? Tôi lặp lại một lần nữa, tôi có quyền có bạn bè, mối quan hệ này đang dừng tại đó. Cô muốn quen ai cũng được, nhưng mà trừ anh ta ra. Tại sao trừ anh ta ra? Cô... Nè, cô đứng lại đó. Nè. Con về không phải là mưu cầu hạnh phúc cho bản thân, mà là để trả thù. Trả thù những người đã chia rẽ con và anh Khôi, khiến cho anh Khôi phải mất đi mạng sống. Thì ra lâu nay cô ấy vẫn sống trong oán hận và nuôi ý định trả thù cho cậu Khôi. Mình đã trách lầm cô ấy rồi. Cậu đưa cô Hân về tới nhà rồi hả? Chắc gì cũng bất ngờ khi tôi không thông báo mà đưa Nhã Hân đến đúng không? Dạ. Tôi đã cố tình sắp xếp cho dì và cô ta gặp nhau để muốn dò coi thái độ của cô ta. Nhưng tôi chẳng thấy cô ấy mảy may ân hận hay luyến tiếc gì về chuyện tình cảm với Trọng Khôi. Dì thấy không? Rõ ràng là cô ta muốn chối bỏ quá khứ. Cô ta thân thiết với Mimi như vậy, thể hiện tình cảm với tôi nữa. Nhưng hiện tại là vợ của Gia Bảo. Đúng là một người phụ nữ quá tham lam tình cảm. Cậu Nhân à, mình không nên nói gì trong lúc này. Cô Hân đã nuôi ý định trả thù, hãy để cho cô ấy làm điều đó. Cả với cậu Nhân, mọi chuyện cứ để tiếp diễn như vậy. Sao? Chị muốn nói gì? Dạ, dạ không có gì. Tôi nhắc cậu trễ rồi, cậu đi nghỉ đi. Tôi xuống bếp dọn dẹp nha. Dạ. Chị Mỹ Nữ. Ừ? Ừ? Cô Ngọc Anh, có chuyện gì không? Cậu Bảo và Nhã Hân có nhà không? Cậu với mợ hình như đi làm hồi sáng rồi mà. Ừ? Dạ. Trời ơi, không được đâu cô ơi. Không thể nào như vậy được. Tôi phải đi mép chuyện này với bà chủ thôi. Đừng mà chị. Tôi nghĩ chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi, chứ không có chuyện gì đâu. Trời, cái chuyện này làm sao mà giấu bà chủ được. Nhưng mà tôi nghĩ Nhã Hân không phải là loại người như vậy đâu. Không có chuyện này là tôi phải nói. Nè, có chuyện gì? Có chuyện gì mà dính dáng tới Nhã Hân vậy? Bà ơi, trời ơi, chuyện động trời rồi bà ơi. Nói đi, có chuyện gì? Bà ơi, bà chủ. Bà chủ con đi bà chủ. Thank you.
anh ta là trọng nhân, đối tác làm ăn lớn của Gia Hưng mà. Ở đâu có mấy tấm hình này? Dạ con. Dạ thưa bác, sáng nay con với lại chị nữ lên phòng anh Bảo dọn dẹp. Dạ đúng rồi, con vô tình phát hiện mấy tấm hình này. Con có nói là chỉ là sự hiểu lầm thôi. Con đã nói với chị là đừng có nói cho bác biết, nhưng mà chị cứ... Chuyện tày trời này làm sao mà giấu bà chủ được? Phải bà chủ. Dạ con nghĩ Nhã Hân đôi khi cũng có nhiều mối quan hệ giao tiếp hơi thoáng ở bên ngoài, biết đâu cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi. Mong bác đừng có trách Nhã Hân. Dĩ nhiên là tôi không trách con dâu tôi rồi. Gặp gỡ đối tác trong kinh doanh đó là chuyện bình thường. Tôi thấy cô đừng nhiều chuyện tò mò là đúng hơn. Bà, còn mày á? Dạ. Lúc nào cũng nhốn nháo ồn ào, đi xuống làm việc đi. Dạ. Dạ. U gì là? Cô đi xuống đi. Dạ. Chuyện gì ồn ào vậy bà? Ông tới đây, tôi có chuyện muốn nói với ông. Chuyện gì? Ngồi xuống đi. Ông có thấy biểu hiện gần đây của cô Ngân có gì lạ không? Sao tự nhiên bà lại hỏi vậy? Bộ bà nghi ngờ điều gì hả? Chứ không phải trước giờ bà vẫn tin tưởng con dâu hay sao? Con Hân là đứa biết chuyện, đương nhiên là tôi phải thương nó rồi. Dạo gần đây con Hân nó có vẻ lạ. Có khi nào nó hận thằng Bảo mà có ý xấu với Gia Hân? Nhất là hiện tại nó đang nắm trong tay quyền sinh sát cho việc hợp tác với bên Tiến Phát đây. Bà, có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì hết. Tại sao có nhiều sự trùng hợp như vậy? Bảo mình không lo sao được? Vợ con đâu rồi? Sao không thấy nó ở công ty vậy? Dạ, cô ấy không có công ty. Còn cô ấy đi đâu thì con không biết. Sao con không biết quan tâm tới vợ con gì hết vậy? Con là chồng, con phải biết nó đi đâu làm cái gì thì mới đúng chứ. Biết đâu nó có ý thay đổi thì sao? Mẹ nói vậy là sao? Mẹ chỉ nhắc con vậy thôi. À, mẹ phải qua nhà máy có chuyện một chút. Dạ. Sao mẹ lại nói như vậy? Dạ, chào bà chủ. Con dâu tôi có tới đây không? Dạ, hồi sáng con Hân có tới nhưng mà đã đi rồi. Chú có nghe nó nói là nó đi đâu không? Nó có quay trở lại đây không? Tôi bận làm công việc nên không nghe cậu nói gì hết trơn. Mà hình như là cậu đi với cậu giám đốc bên Tiến Phát đó bà chủ. Chú, mấy ngày con Gia Hân ở đây, chú có thấy nó có biểu hiện gì không? Còn cái cậu giám đốc Tiến Phát gì đó, có thường xuyên ghé ở đây không? Dạ, bà chủ hỏi thì tôi mới dám nói, chứ tính tôi không thích nói chuyện của người ta. Chú cứ nói đi. Cái cậu giám đốc đó thường xuyên ghé qua đây, mà tôi thấy họ thân nhau lắm, thường xuyên đi chung với nhau hoài. Mà cậu Bảo có hay biết gì đâu, nó không chừng cậu Bảo cắm sừng đó bà. Nè. Dạ, xin lỗi bà chủ. Thôi được rồi, sau này chú giúp tôi quan sát hai người họ, có gì điện thoại báo cho tôi biết. Dạ, dạ, bà chủ cứ yên tâm, có gì tôi sẽ báo cho bà biết. Nhớ đó. Dạ. Cầm lấy đi. Ủa, bọn ông mới trúng lớn hả? Lần trước tôi nhờ ông phát tán tin đồn giữa con Hân và thằng giám đốc Nhân ở bên Tiến Phát. Ông cứ vậy mà làm cho tôi, càng đồn đại lên càng tai tiếng cho con Hân càng tốt. Số tiền này thuộc về ông hết đó.
ông cũng thâm độc quá chứ. Có như vậy con gái của tôi mới có được vị trí trong gia Hưng. Không chỉ tôi mà cả ông cũng có lợi nữa mà. Cha con của tôi không có quên ơn ông đâu. Tiền mà không có ai chê nhiều cả. Nè, cố gắng kiếm cái thật nhiều để dành mà hưởng thụ, đúng không? Cảm ơn nghe anh bạn già. Bà nói là ba làm cho bà Tuyết hiểu lầm Nhã Hân, mà con thấy bà đi từ nhà máy về có biểu hiện gì đâu. Đã vậy còn tốn biết bao nhiêu tiền trong phú nữa. Nè, con khờ quá đi. Thật ra bà ta có lo đi chăng nữa cũng đâu có lộ ra cho con biết chứ. Con phải tin bà đi, bà đang bị tác động. Bỏ tiền của hai cha con mình cho thằng Phú không ổn chút nào. Người như nó rất dễ sai khiến. Ngọc Anh, sẽ còn nhiều trò hay lắm, con phải tin bà chứ. Chào anh, tôi bận chút việc nhưng cũng phải đến gặp giáo sư. Cảm ơn anh đã giới thiệu giáo sư Thành cho tôi. Giáo sư đúng là một chuyên gia giỏi về lĩnh vực nghiên cứu trà, đã giúp cho tôi rất nhiều trong công thức chế biến trà thành phẩm. Mặc dù công thức trà của Ngọc Anh mới đưa ra khá tốt và hương vị cũng tốt hơn so với trước đây, nhưng tôi vẫn muốn tìm ra một hương vị đậm đà hơn trước. Giáo sư đã giúp tôi tìm ra một công thức sâu hơn trong chế biến trà. Tôi đang cùng với giáo sư nghiên cứu thêm cho công thức trà sâm dứa tốt hơn. Chờ tôi chút xíu nha. Xin lỗi, bé Mi sao rồi anh? Tôi có mua cho con bé một con búp bê. Để vài bữa nữa tôi ghé thăm con bé, tôi sẽ đưa cho nó. Dạ, thôi chào anh. Cái gì? Chuyên gia về trà? Bà nghe chính miệng con Hân, nó điện thoại cảm ơn cái người tin nhân gì đó đã giới thiệu giáo sư, chuyên gia nghiên cứu về trà cho nó mà. Cái gì công thức về trà sâm dứa gì đó, nó định cướp hết phần của con. Chuyện đã rõ mồn một rồi mà. Chẳng khác nào thằng cha của nó. Bây giờ cha con mình phải tính cách gì cho nhanh, không thể nào để nó hất tay trên của mình được. Thì ra nó muốn độc chiếm công thức của con, nên nó cố tình tạo ra một chút khác biệt để không mang tiếng cướp của con. Tại sao mọi chuyện nó lại chia sẻ với người tên Trọng Nhân kia chứ? Nhất định nó với người đàn ông đó có mối quan hệ mật thiết. Thật buồn cười, nó tự cho mình cái quyền tự do yêu đương, bản thân lại tham lam. Nó lại muốn giành lấy anh Bảo của con. Con sẽ không để cho nó đắc ý như vậy đâu. Ngọc Anh à, bác ơi, bây giờ con để chậu cây này ở đâu vậy bác? Cô để tạm nó đi, xuống đây tôi nhờ cô một chút chuyện. Dạ. Cô lấy cái kéo,
Lại đây tôi chỉ cho cô tỉa cây. Dạ. Ngồi xuống đây. À, có chuyện. Trời, chuyện gì vậy? Trời ơi, cô có sao không vậy? Hả? Cô có sao không? Dạ. Nè nè, bình tĩnh hết thở, nghe tôi hỏi lần nữa. Cô có sao không? Ổn không? Dạ chứ không sao đâu bác. Trời ơi, không sao là may rồi. Ê trời ơi, trời ơi, không có Ngọc Anh là chắc cái đầu tôi tiêu rồi. Dạ. Trời ơi, trời ơi, cái tay chảy máu rồi nè. Không được rồi, để tôi đỡ lên trên băng bó vết thương nha. Dạ con chạy xuống chút xíu không sao đâu bác. Phải băng bó vết thương mới được, nếu không thì bị nhiễm trùng ảnh hưởng tới đứa nhỏ đó. Dạ thôi không sao đâu, miễn là bác không bị gì là con yên tâm rồi. Bác không gặp chuyện gì là con mừng lắm. Sao trong lòng mình lại có linh cảm bất an vậy kìa? Lúc nào không gọi, toàn là phá đám không à? Gì mà gọi cho tôi hoài vậy? Bỏng cái gì đây? Thằng bánh này, nói được sẽ làm được. Đừng có nói tới nó lui nữa. Điện thoại của tôi. Ai gọi cho bà đây? Hả? Nói. Thằng bánh tôi quay về tìm bà đúng không? Nói. Hai người gặp nhau lúc nào? Hả? Có phải bà như vậy? Lén lút qua lại với em không? Qua lại từ lúc nào? Hả? Không phải đâu. Tôi chỉ gặp ông ấy có hai lần thôi. Ông ấy về chỉ gặp con gái, nhưng tôi cứ lần lỡ mãi. Chính vì vậy mà ông ta áp lực với tôi. Bây giờ nó đang ở đâu? Tôi không biết. Đồ dối. Đồ dối. Nó đang ở đâu? Tôi không có nói dối. Ông ấy kiếm tôi là chỉ để gặp Ngọc Anh thôi. Tôi không tin. Nó tìm bà không đơn giản chỉ tìm con, mà đừng hòng qua mặt tôi. Lúc trước nó là loại người như thế nào, đâu phải bà không biết. Không phải nó đang ở tù rồi bị thủ tiêu sao? Hay là ông Hải nói dối mình? Làm sao mới chịu tin tôi đây? Nếu không phải ông tới tìm tôi thì không bao giờ tôi muốn gặp lại ông đâu. Ngọc Anh. Ba. Này, cô có sao không? Hả? Con không sao đâu. Bị ở đâu? Con không bị sao gì đâu. Sao chạy trụi hết trơn vậy nè? Đúng là căng thẳng quá ba. May là mọi chuyện đúng theo sắp xếp của ba con mình. Ừ, ba mà đã ra tay thì không có chuyện gì thoát được đâu. Bây giờ bà ấy có vẻ cảm kích và nhẹ nhàng hơn với con rồi. Ừ. Giờ phải làm sao cho bà ấy có thành kiến với Nhã hơn. Con thấy bà ấy xem hình xong, nhưng mà tới bây giờ chưa có động thái nào với Nhã hơn hết. Bà nghĩ bà ta là người kỹ tính, bà ta sẽ âm thầm theo dõi con hơn, chứ không phải bà chưa bị tác động đâu. Mà hồi nãy á, tự nhiên mẹ con có gọi cho ba. Ba bận, một lúc sau ba mới gọi lại. Người nghe máy á, là ông Quân nghe máy. Thôi chết rồi. Ba nói gì với ổng? Lần này á, là mẹ khó sống ở trong nhà đó rồi. Thì tất cả cũng tại bà thôi. Cứ gọi cho ba hoài làm cái gì? Lúc nào cũng hỏi ba làm cái gì ở đây.
rồi đừng có làm tổn hại tới con. Cho nên ba mới bực mình, ba mới gọi lại cho bà. Không được rồi Ngọc Anh à, mà con cũng đừng có lo quá. Bà nghĩ ông ta sẽ không làm lớn chuyện này đâu. Loại người như chả đó, chỉ muốn trấn áp tinh thần của người khác thôi. Dễ gì mà chả bỏ mẹ con chứ. Không được đâu, con lo lắm. Để con gọi lại cho mẹ. Nè, con làm ơn đừng có gọi có được không? Ổng mà biết được ba đang ở Gia Hưng cùng với con á, chắc chắn sẽ tới tai của ông Hải. Lúc đó mọi kế hoạch của hai cha con mình sẽ tiêu tan hết, con có hiểu chưa? Nhưng mà mẹ... Nghe bà nói, cứ để cho bà chịu đựng thêm một thời gian nữa đi. Khi nào con gái của ông Quân rời khỏi Gia Hưng, con chính thức làm vợ chủ. Lúc đó con có lo cho mẹ con á thì cũng không có muộn đâu. Vậy nha, đi con. Cẩn thận đó, đâu có dễ dàng như vậy. Tao sẽ làm cho hai thằng già tụi mày trở mặt với nhau, đấu đá với nhau, tới khi nào tụi bay tan rã thì thôi. Anh nói sao? Thằng Bách trở về hả? Ngày đó chính ông nói nó ngồi tù vì tội ngộ sát, rồi cho người xử nó trong tù. Vậy sao bây giờ nó còn đổi bò sống vậy? Là sao? Là sao hả? Tôi cũng bất ngờ với anh thôi. Lúc đó tụi thằng Rô nhận tiền là để xử nó trong tù. Anh cũng thấy sự việc im bặt từ đó đến bây giờ. Tôi cứ nghĩ là mọi việc đã giải quyết êm xuôi xong rồi. Tôi đang có những suy nghĩ, liệu tôi có nên tin anh quá hay không? Anh nói gì vậy? Anh em chúng ta đồng hội đồng thuyền bao nhiêu năm nay, tôi đã làm những gì cho anh biết mà. Hơn nữa, nếu chuyện thanh toán thằng Bách dở lỡ, anh nghĩ tôi thoát tội sao? Anh cũng được hưởng lợi mà, đừng nói chỉ làm cho tôi thôi. Ai dám nói trong lòng ông? Vợ thằng bạn không dám nhìn, biết đâu người muốn tôi chết nhất là ông. Hả? Anh nói như vậy là sao chứ? Có gì nói thẳng ra đi. Tôi chẳng sợ gì mà không dám thừa nhận. Tôi chỉ nói vậy thôi, nhưng tôi biết nếu tôi thách anh cũng không dám đâu. Ông muốn dằn mặt tôi sao? Không dễ đâu. Tôi chả dạy gì làm tay sai cho ông mà không đạt được mục đích. Bây giờ tôi đã dần giao hết mọi việc cho con trai tôi. Tôi cũng đã âm thầm tìm đường rút để con trai tôi không phải là con cờ trong tay ông. Chú ký xong rồi. Vậy thì số tài khoản và khu đất này hoàn toàn đứng tên độc lập, giao cho Gia Bảo nắm giữ. Khi có sự đồng ý của chú hoặc khi chú qua đời, đến một lúc nào đó nếu chú tuyên bố phá sản thì trách nhiệm sẽ thuộc về chú. Dạ. Nhưng nhãn hàng và cơ sở sản xuất cũng như tài sản của chú sẽ đứng tên Gia Bảo. Nè, cháu nhớ là tuyệt đối giữ bí mật chuyện này với Gia Bảo. Chú không muốn nó có tính ỷ lại. Đây sẽ là lá bùa hộ mệnh khi Gia Bảo thật sự cần thiết. Cháu hiểu không? Dạ, cháu hiểu. Cháu tôn trọng quyết định của chú. Cảm ơn cháu. Ông tính toán 10 thì tôi cũng là 9. Không có chuyện tôi chịu lép vế. Lão cáo già. Thank you.
Điện thoại của mình ông ấy cũng giữ. Ông ấy sẽ còn làm gì tiếp theo nữa đây? Làm sao mình liên lạc được với Ngọc Anh bây giờ? Bên đó vừa gửi mẫu logo cho mình. Cô thấy sao? Có cần phải chỉnh sửa gì không? Tôi thấy cần chỉnh phông chữ của chữ Sâm Dứa lớn hơn một chút, để mọi người thấy rõ khi giới thiệu sản phẩm. Ok, vậy thì tôi sẽ lập tức mail qua bên đó, kêu làm chữ đó lớn hơn một tí nữa. Vào đi. Xin chào. Chào anh. Xin chào anh. Chào. Không biết là hôm nay anh đến công ty có chuyện gì không? Mời anh ngồi. Tôi có chút chuyện muốn trao đổi trực tiếp với anh. Sản phẩm trà Sâm Dứa lần này, tôi muốn thay đổi một phần mẫu mã, cũng như khối lượng tịnh của túi trà. Anh muốn thay đổi như thế nào? Tôi không muốn làm theo túi trà như trước đây nữa, mà chuyển thành dạng hộp tròn, mỏng, để dễ dàng thuận tiện khi mang theo đi du lịch. Với lại, tôi muốn tăng số lượng tịnh của trà lên một chút. Như vậy đâu có được. Làm như vậy là trái với những quy tắc mà mình đã thỏa thuận trong hợp đồng rồi, ảnh hưởng tới quyền lợi của công ty chúng tôi. Từ lúc hợp tác tới giờ, công ty của chúng tôi chưa từng đưa ra yêu cầu gì, thậm chí là đã có những ưu ái trong quá trình ký kết. Đối với yêu cầu này cũng không quá lớn, chúng tôi hy vọng bên anh sẽ đáp ứng. Xin lỗi, bên tôi không thể nào đáp ứng yêu cầu của bên anh được. Tại sao? Nếu như anh chỉ muốn thay đổi logo thì chúng tôi sẽ chấp nhận làm theo yêu cầu của anh, nhưng thay đổi mẫu và khối lượng tịnh thì tuyệt đối không được. Hơn nữa, để cho kịp tiến độ, bên tôi đã ký hợp đồng để in mẫu mã. Họ đã làm bao bì xong rồi, chỉ chờ in logo nữa là xong. Nếu như mà làm theo yêu cầu của bên anh thì phải hủy bỏ hết. Thì phần chi phí phát sinh này thì công ty chúng tôi phải chịu như thế nào đây? Vấn đề về kinh phí chúng ta có thể thương lượng mà. Cho dù là như vậy, nhưng tôi vẫn giữ ý kiến của mình, không muốn thay đổi gì cả. Mong rằng bên anh sẽ tôn trọng những thỏa thuận đã ký kết. Thiệt, đúng là khinh người quá đáng mà. Cả buổi không nói với chúng ta một câu nào hết á. Thôi bỏ đi bà. Anh Xui đang bận nói chuyện với khách, sao mà nói chuyện với chúng ta được? Anh đâu phải là chủ nhân của buổi tiệc đâu mà bận tiếp khách. Chỗ Xui gia, anh có thể giới thiệu chúng ta với bạn bè của anh mà. Đúng là coi chúng ta không ra gì hết. Thôi thôi thôi, bà đừng có suy nghĩ nhiều, rồi mang thêm bực dọc chứ lợi ích gì. Đợi đến lúc Gia Hưng xuất được lô trà Sâm Dứa ra bên ngoài, công ty chúng ta có thêm uy tín ngoài thị trường, thì ảnh có rút vốn, chúng ta cũng có thể tìm đối tác khác mà hợp tác. Tôi nói cho bà biết, dù Gia Hưng xuất được hàng rồi tìm được đối tác khác thì Gia Hưng cũng rất khó khăn. Nếu như anh Xui rút vốn ra và không giúp đỡ cho Gia Hưng, bà biết chưa? Nhưng mà tôi không dặn được cân thức này, ông biết không? Từ trước tới nay chưa có ai dám coi thường chúng ta ra mặt hết. Thôi, vì Gia Hưng mà ráng nhẫn nhịn giùm tôi một chút đi, chỉ hòa di quý sẽ tốt hơn mà. Dạ, con mời hai bác dùng trà Sâm Dứa. Cảm ơn con. Ê chứ, có sao không con? Dạ, không sao, nóng có chút xíu à. Cẩn thận nha. Còn con bỏ chút đường phèn cho Thanh, sợ trà đắng quá không tốt cho bệnh của bác. Có một người con dâu không giỏi, không có gia thế như Ngọc Anh, nhưng nó có thể nghe lời mình hơn. Nhưng dù sao, nó không có chỗ dựa như Nhã Hân. Hơn hết, nó lại là con gái của bà Lan. Cô về phòng nghỉ ngơi đi. Dạ, con xin phép. Con chào bác.
Ông ấy nói đúng, dù cho có xuất được hàng, tìm được đối tác lớn, nhưng vẫn phải dựa vào ông Quân. Hay là ông Quân thay đổi thái độ với mình? Có khi nào là do cuộc gặp gỡ hôm đó? Dạ chào anh. Chào chị. Dạ mời anh uống nước. Chị có chuyện gì cần bàn mà mời tôi ra đây gặp chị? Tôi muốn nói với anh về chuyện của hai đứa nhỏ. Sao tôi thấy lo quá. Tình cảm tôi nó khác trước. Nhất là Ngọc Anh, bây giờ nó tới nhà máy làm việc rồi. Tôi thấy nó giống tính mẹ nó. Lúc gần đây chị có gặp mặt chồng tôi lắm. Con người sống đa nghi quá sẽ rất mệt mỏi. Chị sống với chồng mà không tin tưởng chồng. Chuyện này mà lại nói với tôi thì chính bản thân chị thiếu tôn trọng chị. Tôi... Còn trẻ hơn, tôi luôn thương yêu nó, nên tôi không muốn những điều tệ hại xảy ra với nó. Nếu ai dám làm vậy, tôi tuyệt đối không để yên. Anh yên tâm đi, tôi luôn thương yêu con Hân như con gái ruột của mình. Tôi sẽ không để nó bị thiệt thòi đâu. Lẽ nào ông ấy cứ muốn dựa vào thế để chèn ép Gia Hân? Với Nhã Hân bây giờ thì lại khác trước. Khó mà có thể tin tưởng được. Cũng có thể xuất phát từ ông Quân mà ra. Chào cô. Tôi xin lỗi vì lúc nãy tôi không thể giúp anh thương lượng với anh Bảo. Có gì đâu, đây cũng là chuyện bình thường mà. Tất nhiên là không ảnh hưởng đến chuyện tình bạn của tôi và cô đâu. Cô có thời gian không? Tôi mời cô đi uống cà phê nha. Xin lỗi, bây giờ tôi phải tới nông trại rồi. Vậy hả? Thật tiếc quá. Bé My sao rồi? Tôi nhớ con bé quá. Con bé bây giờ suốt ngày chỉ hỏi tới cô thôi. Nó hỏi tôi khi nào cô tới thăm nó. Tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian tới chơi với bé trong một ngày gần nhất. Thôi, xe tới rồi, tôi đi trước nha. Chào, chào cô. Thank you.